gì tí nữa leo trên cái mấy cái canh để bơi qua bên kia để giăng lưới. Bây giờ một ông đang xuống dưới nước đang giăng lưới. Đang giăng lưới đây mọi người. Vô được bút ca. Hello, chào anh em nha. Xin chào mọi người. Đuổi cá nha mọi người, để cá sờ để cá chạy vào lưới á, để dính lưới á mọi người. Đi cái thùng này xuống can cho can ra đuổi nó vào lưới nhau. Lấy bóp lấy bóp hết ta đấy.
Vì có lẽ là ông này đang thi nhau này, ai nhanh hơn này. Ông kia quen này giỏi quá rồi. Còn dính được mấy con rồi nha mọi người, hơn chục con rồi nha. Kìa tông vỏ kìa. Đây dính rồi đấy. Trời ơi rồi, tóc to trà bá luôn mọi người ơi. Ôi. Cá to quá mọi người ơi. Lại dinh tiếp rồi nghe mọi người. Wow.
đang lên bờ. Anh em đang lên bờ. Chào mọi người nha. Hãy chia sẻ và bình luận. Sống chết coi nhau. Rồi. Rồi chuyện rồi rồi. Ê mọi người ơi, trời cá này. Đây. Đây. Mới giờ được mới mới một lần thôi nghe có được đây. Mấy chục con rồi nghe mọi người. Mà rẻ. To trời bá luôn. Ờ tí hồi gì nhỉ. Ơi mọi người ơi. Mà chia sẻ hộ kênh của mình nha anh em. Cho tí hồi nhiều quá. Mấy cái không hiểu được. Đây. Thôi bỏ đi. Bây giờ là tiếp trận thứ hai này nhưng mà mọi người giờ đây đang giăng lưới chỗ khác rồi nha mọi người. Hồi nãy một trận thứ nhất hồi nãy là hơn chục ký rồi mọi người ạ. Để xem sau trận thứ hai là kết quả như thế nào nha mọi người. Được con trời xem video mình tiếp theo nhé. Dạ. Rồi. Ơi, đây. Đi đâu vậy? Mày hoẹ nạn này mạo hiểm quá. Ồ. Lại nạn đâu vậy? Phi nạn vậy. À đi là cái hạn nạn đây. À mà. Lưới đang dính cây trên dưới. Ồ, đang tháo lưới. Mà cái sai đề. Thôi quá ao xuống lòng kìa. Nên tụng rơi chứ. Hai con. Hai con mọi người. Hai con dính một chỗ ba con luôn. Chết cha rồi. Ta chết chứ. Mình rung tìm. Mình rung tìm cái ám nó mùi rộng. Chết chả với ta chết chứ. Một chỗ ba con luôn. Vợ chồng cả con luôn. Hết gia đình luôn. Hết gia đình luôn. Hai vợ chồng này mới cưới á. Vừa chưa, đâu để. Mẹ có được một con này. Giờ dinh hết bởi người ta là chết rồi. Chuẩn bị đi lịch nữa. Nó lên tươi rồi. Ôi, ngâm này. Lịch, lịch. Dạ bọc bộ em mà. Kìa kìa. Đó. Tiếp tục mọi người nhá. Hai con luôn. Ôi giời. Hai con luôn, hai vợ chồng luôn. Hồi nãy là hai cái gia đình, bây giờ hai vợ chồng. Tỏ in nắng này chú. Không biết đi đã bị tin đi. Được không biết. Chả lẽ mình nó. Ê gút gút lại gọi mày play hết mà. Chả đang thò thò mày. Lê hề à. Khá khó lắm mọi người ơi. Cái heo tên bị chung cung là nhau tên Vinh nhỉ. Ừ, anh khát đây là cái phục rô hay nè. Nó sao bầu hết lắm. Sao bầu cung nhổ. Cái này đừng sẵn lại đây mô. Ừ, vần cà đạ thôi. Người già thôi. Đó, đồ thơ rồi. Tiếp tục nữa nhé mọi người ơi. Biết mày có cặp vợ chồng nữa không hay là một đứa chồng nữa. Đâu rồi? Trời ơi, tức là hậu. Lọ lệ. Rồi đây thằng gấu lôi cho tiền cái tí. Tiền tùy bà lấy nè. Bọc lực. Đó. Đó mọi người ơi. Sao dinh miết dữ vậy? Cá mà không sao không dinh. Cá nuôi trong đây mấy năm rồi. Cục năm rồi. Trước kia tôi mua xe Vin tôi đi thả cá. Ừ. Vui vẻ chứ. Mà xe Vin bây giờ tan hết lạc tiền rồi. Vui vẻ một chút thôi. Chứ hết lưới gần hơn chục ký rồi nghe mọi người. Tình tạ đấy. Út ngụt. Lần hòa. Bây giờ tiếp tục là nghe. Dính tiếp là nghe mọi người ơi. Lần hòa rập vang, vang tấm lòng. Vâng ạ. Đó. Trời ơi.
Xin với bác con to. Trời ơi, kiểu này sao ai mà chịu nói. Lạc tôi rồi. Lạc tôi rồi. Lạc hơn tôi rồi. Trời ơi. Nhìn tiếp này không nổi đâu mọi người ơi. Ờ, đây to. Buồn lại, ta rong lại. Ô vậy, tiếp ô vậy. Đó, tiếp nữa đó. Trời ơi. Để con nó, nhỏ quá. Thả đi. Người tiếp bên nào bật thì từ. Hoặc tiếp như này, hai con tiếp nữa. Trời ơi, cứu này. Trời ơi, hai vợ chồng luôn. Không trong không trong. Bên trái càng lớn nết nữa, càng phong còn là bệnh gian dài đi luôn càng phong. Còn gian thì nhà. Gian bây giờ những mưa thì gặp mấy người gian như thế. Gian. Nó nhum lẽ mà đom thân chui qua thằng rất rất thân nhau rất đêm. Hai ông kia trên bờ kia đang chờ mong mỏi, đang chờ xem cá ở trên dưới nước này. Chưa tới bờ rồi. Cứ một bao. Đó. Trời ơi, một chỗ này mấy tụi con rồi. Trời ơi. Rồi. Đó. Đó. Trời ơi, kiểu này ai chịu nổi được. Đây này nữa này. Liên tiếp này này. Đó, đó. Ai vừa trong luôn này. Cặp cặp luôn này. Dính là dính cặp 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 đi xe win nó đặt lặng nhau á. Đi xe công lực công lực người phù pha nó đang mà hai rết sẵn con nó cái năm rết mà nó trời ơi cá to lắm mọi người ơi. Giờ tiếp nữa này, trời ơi kiểu này đó. Thấy chưa anh em? Anh em thấy chưa? Đây là cá rô nghe. Còn cá rô không ạ? Chưa có cá chép. Mình không thích ăn cá chép rồi, ăn cá rô thôi. Đây là nước cá tự nhiên nghe. Không phải là nuôi đâu mọi người. Thật ra đây là lòng hồ của thủy điện đấy. Ui. 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 Các bạn ơi, người kia đã bắt thần kinh như nặng rồi. Ghê trời. Còn lúc bậc vui ếp nữa. Dịp tập. Trời ơi, sao mà dính tiếp dữ. Không kẹp lấy luôn. Anh ơi, mỏi cái tay luôn. Là to lắm. là to lắm. Blue chỉ nhận được 2 lần trăm. Lê cho nhau là nhau nhau là rong rồi này. Ông sếp. Đuộn như lì lê tưởng như. Hết rồi. Thôi. Nhìn hết lưới rồi nha mọi người. Thấy bờ rồi, hết lưới rồi. Đứng bờ đây. Hết dính rồi, hết lưới rồi. Đừng về thôi. Đây nè. Dạ đây là mấy trận thứ hai bây giờ nghe mọi người. Đây là trận thứ nhất hồi nãy. Trời ơi to, mới to, to cả bá luôn. Trông hồng không? Luôn, bị đỏ luôn. Trận thứ hai nó nhỏ quá. 23 ký. Cứ mỗi trận là hơn 20 mấy phân. 23 ký. Cá trong ngày hôm nay này có được một thau lớn. Chưa. Chúng con ạ. Tôi đây. Con nó xem ấy. Nó xem có nạ xem lùi. Cặp tài lạ mũi già. Rồi cả xem con cam đấy từ